Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. Tuần lễ này là một tuần lễ rất đặc biệt. Rất nhiều nơi trên thế giới sẽ đồng loạt tổ chức một sự kiện để kỷ niệm về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, kỷ niệm về sự hình thành nên thế giới của chúng ta, hành tinh của chúng ta. Kinh Thánh đã mở đầu Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 cho chúng ta biết về gốc tích, về nguồn gốc của nơi mà chúng ta gọi là nhà. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Và chúng ta có thể đọc xuyên suốt Kinh Thánh, mình thấy rất nhiều phân đoạn Kinh Thánh khác nhau đã bày tỏ cho thấy việc mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới của chúng ta một cách diệu kỳ và đầy quyền năng của Ngài như thế nào. Vua David đã viết ở trong sách Thi Thiên đoạn 19 câu số 1: các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ở một chỗ khác, ông đã viết rằng Ngài phán thì việc liền có, Ngài bảo thì việc liền đứng vững bền. Do đó mà trong cái buổi học chung Kinh Thánh ngày hôm nay, chúng ta cũng hòa chung cái không khí với lại những anh chị em của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, để chúng ta cùng nhau nghiên cứu một phân đoạn Kinh Thánh, để rồi mình ôn lại về sự cả thể của Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng tạo hóa, đấng sáng tạo của mỗi con người ở trong chúng ta. Xin chúng ta cùng lật ở trong sách Thi Thiên đoạn 8, một đoạn Thi Thiên cũng do chính David và cũng viết về sự cả thể của đấng tạo hóa. Sách Thi Thiên đoạn 8, một đoạn rất là ngắn. Và chúng ta thấy ở trong đó tác giả đã phân đoạn Kinh Thánh này ra làm 3 phần khác nhau. Ở phần đầu tiên, Thi Thiên đoạn 8 câu 1 và câu 2, David đã dùng để miêu tả về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và rồi sau đó từ câu 3 tới câu 5, ông lại cho thấy về sự vinh hiển đáng ngạc nhiên mà đấng tạo hóa đã ban cho con người của chúng ta. Và rồi cuối cùng, từ câu 6 cho tới câu số 9, tác giả so sánh giữa một cái gì đó rất là tạm bợ, ngắn ngủi của con người của chúng ta. Cho dù mình gọi là vinh hiển, rực rỡ, nhưng mà nó tạm bợ và nó ngắn ngủi so với lại sự trường tồn, sự cả thể và sự quyền năng đời đời của Đức Chúa Trời. Giờ phút này mình sẽ nghiên cứu một cách chi tiết hơn sách Thi Thiên đoạn 8 câu 1 và câu 2, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao, sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Ý của David rằng khi chúng ta nhìn qua thiên nhiên, ở xung quanh chúng ta, bầu trời, thiên nhiên, muôn vật ở trong đất này đều hướng chúng ta, quy chúng ta về một đấng tạo hóa, phải có một đấng đứng đằng sau làm tất cả mọi điều này. Ông không ôn lại, ông không nhắc lại những gì mà Sáng Thế Ký đoạn 1 và đoạn 2 Môi-se đã miêu tả một cách chi tiết. Chúa đã dựng nên cái thế giới của chúng ta trong 6 ngày, và rồi Ngài đã ban cho con người ngày thứ 7, ngày Sa-bát của Chúa, để kết thúc một cái chu kỳ mà chúng ta gọi là một tuần lễ của ngày hôm nay. Do đó mà ở trong câu số 1, David đã cho thấy rằng thiên nhiên ca ngợi sự cả thể, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở câu số 2, nhân vì các cù địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. David đã cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng trên những kẻ thù của người Israel. Hơn ai hết, ông viết điều này bằng chính kinh nghiệm của mình. Từ khi còn là một cậu bé chăn chiên, lần đầu tiên đối diện với lại những cái trận giặc giả, ông đã thấy tên khổng lồ Goliath đã hết ngày này qua ngày khác sỉ nhục danh của Đức Chúa Trời, sỉ nhục tuyển dân của Ngài, những người được chọn của Chúa. Và không một ai dám ra để đối đầu. Và cuối cùng, vì danh dự của Đức Chúa Trời, David, cậu bé chăn chiên, trẻ tuổi đó đã ra đối diện. Không một tấc sắt ở trên tay, không một cái vũ khí mà của những chiến binh thuần thục nào. Ông đã nói với lại Goliath rằng: ngươi cầm gươm, giáo, lao và đến cùng ta, còn ta nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến cùng ngươi. Và chúng ta đã biết cái kết thúc của cái cuộc chiến đó như thế nào. Do đó mà không phải chỉ cái trong cái lần chiến thắng tên khổng lồ Goliath, mà hết lần này tới lần khác, David đã
chiêm nghiệm, đã trải nghiệm được quyền năng của Chúa đã bày tỏ trên những kẻ thù nghịch của dân sự của Ngài như thế nào. Do đó mà tóm lại là ở trong câu 1 và câu 2 mình nhìn thấy tác giả đã cho thấy sự vinh hiển của Chúa được phô bày, được miêu tả qua thiên nhiên và qua những lần mà Ngài đã trực tiếp ra tay để bày tỏ quyền năng trên những kẻ thù của dân sự của Ngài. Từ câu số 3 cho tới câu số 5, khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Giữa tất cả những loài mà Đức Chúa Trời tạo dựng, đỉnh điểm của công trình sáng tạo là con người của chúng ta. Trên tất cả muôn loài, trên những vị tinh tú của thiên nhiên, trên những cái loài thú của thú rừng còn lại ở ngoài đồng kia, con người của chúng ta được tạo dựng một cách đặc biệt theo như ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Và tác giả đã hỏi liền một lúc cả hai câu hỏi ở nơi đây: loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Khi nghĩ về thân phận rất là nhỏ bé, thấp kèn của con cái loài người, cũng hơn ai hết ông đã từng những lần bị xua đuổi, ông đã từng những lần bị săn đuổi để truy bắt tính mạng của ông. Đã có những lần ông đã phải đối diện với lại cái sự chết như vậy. Ông đã hiểu được rằng sự mong manh, sự nhỏ bé của con người là như thế nào. Nhưng điều khiến ông là ngạc nhiên là những con người nhỏ bé thấp hèn này lại được đấng cả thể, đấng chủ tể của cả vũ trụ quan tâm. Và đó là lý do tại sao mà tác giả đã hỏi loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Chúa làm cho người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Bất chấp những cái nhỏ bé như vậy, sự yếu đuối như vậy, nếu mà so về sức lực, có nhiều loài ở bên ngoài kia mạnh hơn chúng ta. Nhưng điều mà khiến cho con người đặc biệt đó chính là sự vinh hiển mà Chúa đã trao cho con người. Cụ thể hơn ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1, đó chính là con người chúng ta được tạo dựng theo như ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Là một vinh dự mà không có một loài thọ tạo nào trong những cái loài còn lại được chia sẻ cái đặc ân và cái niềm vinh dự đó. Do đó mà tác giả bày tỏ sự ngạc nhiên qua hai cái câu hỏi đó về việc mà làm thế nào mà con người chúng ta lại có được cái sự vinh hiển đáng kinh ngạc như vậy. Cũng tất cả là vì Đức Chúa Trời ban cho. Và rồi ở cái phần cuối từ câu số 6 cho tới câu số 9, David đã so sánh giữa hai bên. Tuy rằng con người được cất nhắc lên trên tất cả muôn loài còn lại, tuy rằng con người đã có những cái thành công nhất định ở trong cuộc đời này dựa vào cái sự khôn ngoan và sức lực mà Chúa ban cho, nhưng khi để kề cạnh giữa một bên là một loài thọ tạo, cho dù là thọ tạo đỉnh cao ở trong công trình sáng tạo, phía bên kia là đấng sáng tạo, thì con người chúng ta chẳng là gì khi để lên cái bàn cân như vậy. Câu số 7, câu số 6, Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Khi Đức Chúa Trời quyết định tạo dựng loài người, Ngài đã phán chúng ta hãy làm nên loài người theo như hình ta và theo tượng ta. Mục đích là để làm gì? Đặng quản trị muôn loài, từ những cái loài thú ở ngoài đồng, loài cây, loài cỏ. Do đó mà con người chúng ta được giao cái quyền quản trị. Hay nói theo một cái ngôn ngữ khác, mỗi chúng ta là những quản gia của Đức Chúa Trời. Ngài mới thực sự là chủ của cái thế giới này. Nhưng trong cái tình yêu thương, sự thương xót, Ngài đã ban cho con người cái đặc quyền là chúng ta quản lý thay cho Đức Chúa Trời cái công trình sáng tạo này. Chúa ban cho người quyền quản trị công việc tay Chúa, khiến muôn vật phục dưới chân người. Đó là lý do tại sao mà chúng ta trở nên hành đứng đầu ở trong cái công trình sáng tạo của Chúa. Nhưng mà kể cả với cái vinh dự như vậy, cả loài chiên, loài bò, đến đổi thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối, đúng như những gì mà Đức Chúa Trời đã có ý định ngay từ ban đầu.
Nhưng khi để bên cạnh Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Câu số 9, hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp đất biết bao. Đã có những con người, khi ở trên đỉnh cao của sự vinh quang, khi ở trên đỉnh cao của quyền lực và sự thành công, đã nghĩ rằng mình ngang hàng với Đức Chúa Trời, nghĩ rằng mình có thể gọi là vượt trội hơn kể cả Đức Chúa Trời. Khi dân sự của Chúa phải làm nô lệ suốt nhiều trăm năm ở tại xứ Ai Cập, đã đến thời điểm mà tội lỗi của những người Canaan, những người Amorit ở trong cái khu vực đó đã đến đỉnh điểm, Chúa đã sai tôi tới Ngài là Môi-se đến để dắt dân sự của Chúa, đưa họ ra khỏi cái cảnh nô lệ ở nơi xứ Ai Cập. Và khi mà Môi-se tới để trình bày cái ý định này với lại Pharaoh, ông đã nói rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là ai mà chẳng phải nghe theo lệnh người. Do đó một cái câu nói đầy ngạo mạn, bởi vì đây là cái người đứng đầu cả một cái đế chế, một cái nền văn minh của xã hội con người thời bấy giờ. Với những cái đỉnh cao tột bực của sự thành công, những cái kim tự tháp được xây dựng một cách hùng vĩ mà kể cả tới ngày hôm nay, sau nhiều ngàn năm, vẫn khiến cho các nhà khoa học bối rối là không hiểu họ đã làm điều đó như thế nào. Có lẽ ở trên đỉnh cao của sự thành công như vậy, Pharaoh đã đại diện cho một cái tầng lớp của những người mà nghĩ rằng mình đã có thể được sánh ngang với lại Đức Chúa Trời. Thật ra tất cả những điều này là cái sự xúi dục, là những cái lời tỉ tê, là những cái lời mà gọi là đầy cám dỗ của Lucifer. Từ một thiên sứ được ban cho cái đặc ân, cái vinh dự trên hết tất cả những cái thiên sứ còn lại, Lucifer đã nghĩ rằng mình có thể ngang với lại Đức Chúa Trời. Từ một loài thọ tạo mà giờ phút này nghĩ rằng mình có thể được sánh ngang với lại đấng tạo hóa của mình. Chúng ta lật ở trong sách Ê-sai đoạn 14 câu số 12 trở đi. Ê-sai đoạn 14 câu số 12. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống. Chữ sao mai trong tiếng Hebrew là Lucifer. Đấy là tại sao mà chúng ta có cái tên Lucifer là như vậy. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống. Câu số 13, ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngay ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời, ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc, ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Do đó mà từ một cái loài thọ tạo mà giờ phút này tự làm ra mình bằng với lại đấng rất cao, đấng tạo hóa của chính mình. Và chính cái tư tưởng này, cái khát vọng này đã đi vào trong những con người mà chạy theo cái dục vọng của bản ngã, của tội lỗi. Và đã có rất nhiều người, thậm chí kể cả những người xưng mình là thờ phượng Đức Chúa Trời, cũng bị cám dỗ ở trong cái điều này. Do đó mà David khi ở trên đỉnh cao của sự thành công và người đứng đầu của quyền lực của cả dân sự, tuyển dân của Chúa, ông vẫn ý thức được rằng bản thân ông cũng như tất cả mọi người còn lại chỉ là loài thọ tạo và chẳng là gì khi sánh với lại Đức Chúa Trời của chúng ta. Có một câu nói rất nổi tiếng: Đức Chúa Trời mà không có loài người thì Ngài vẫn là Đức Chúa Trời. Đương nhiên điều này đã xảy ra trước khi cái thế giới của chúng ta được tạo dựng, trước khi có Adam và Eva, Đức Chúa Trời, Ngài đã là Đức Chúa Trời. Và kể cả sau này khi không còn loài người đi chăng nữa, nếu có một ngày đó xảy ra, Chúa thì vẫn là Chúa thôi. Nhưng nếu con người mà không có Đức Chúa Trời thì chẳng là gì cả. Cho nên mà mình thấy là hai cái góc độ này nó hoàn toàn khác biệt nhau. Chỉ những ai ý thức được rằng mình mỏng manh, mình nhỏ bé, mình chỉ là một loài thọ tạo, như thế nào khi đặt bên cạnh đấng tạo hóa thì chúng ta mới hiểu đúng được vai trò, và từ đó chúng ta mới có thể thực sự sống một cuộc sống bình an và phước hạnh theo như ý muốn của Ngài. Một cái điểm rất thú vị ở trong sách Thi Thiên đoạn 8, mình nhìn thấy cái phần mở đầu và cái phần kết thúc giống nhau. Tác giả đã mở đầu ở ngay trong câu số 1: Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Ngài được sang cả trên khắp đất biết bao. Và rồi ở trong câu số 9, tác giả cũng đã lặp lại một lần nữa: Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Ngài được sang cả trên khắp trái đất
biết bao. Do đó mà tác giả đã mở đầu và kết thúc giống nhau, và cái phần ở giữa chỉ là những gì mà giải thích để bày tỏ cho con người chúng ta hiểu rõ hơn về sự vinh hiển cả thể của Đức Chúa Trời chúng ta. Trong một cái tuần lễ đặc biệt mà tất cả nhiều nơi hướng về công trình sáng tạo của Chúa, tôi kêu gọi với ông bà anh chị em hãy dành thời gian để ôn lại câu chuyện sáng tạo, để đọc lại, để có thể hình dung mường tượng cùng với lại tất cả những anh chị em khác, để có thể cảm kích hơn về những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho con người của chúng ta. Giữa một cái vũ trụ bao la, hàng tỷ cái dải ngân hà như vậy, cái hành tinh của chúng ta là quá nhỏ bé, thậm chí nó còn như là một giọt nước ở giữa cái đại dương mênh mông như vậy. Nhưng có một Đức Chúa Trời vẫn ngừng tất cả mọi sự, vẫn dành thời gian cho mỗi con người của chúng ta. Và quan trọng hơn, Ngài không chỉ sáng tạo ra cái thế giới của chúng ta rồi để cho mặt nó hoạt động như thế nào. Đức Chúa Trời vẫn quan tâm, Ngài vẫn quan phòng, và sứ đồ Phao-lô nói rằng Ngài vẫn nâng đỡ, duy trì sự sống của chúng ta. Và điều tuyệt vời hơn hết, Ngài không chỉ là đấng sáng tạo, mà kể cả khi con người chúng ta đã chọn rời xa khỏi Ngài, đã chọn nghe theo cái lời cám dỗ của ma quỷ, đã đi lầm đường lạc lối, Ngài vẫn không từ bỏ chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục vươn cánh tay của Ngài ra để cứu vớt của chúng ta. Ngài không chỉ là đấng tạo hóa, mà Ngài còn là đấng cứu chuộc. Và đó là lý do tại sao mà mỗi người trong chúng ta khi ôn lại những gì mà Ngài đã làm cho cái thế giới này, chúng ta có quá đủ những lý do để chúng ta cùng hòa với lại tác giả ở nơi đây, cất cao giọng hát, dùng tất cả những cái năng lực mà chúng ta có để ngợi khen sự vinh hiển, sự cả thể của Đức Chúa Trời. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất, biết bao. Amen.